tâm ngoại ngữ Sunrise gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến ban giám hiệu, quý thầy cô và toàn thể các học sinh trường tiểu học, trung học cơ sở Phan Văn Ba đang có mặt tham gia chương trình giao lưu tiếng Anh vào Trung Thu Vàng 2024. Đã tổ chức cái sân chơi cho các em học sinh của trường tiểu học trung học cơ sở Phan Văn Ba. Cái buổi giao lưu hôm nay là các em rất là hứng thú, rất là bổ ích để cho các em được học hỏi, được giao lưu về cái ngoại ngữ của mình. Thay mặt cho ban giám hiệu là cũng cảm ơn cái trung tâm ngoại ngữ sinh ra và các đội ngũ của chương trình. Cảm ơn. Dạ, xin phép cảm ơn thầy ạ. Xin kính chúc thầy cùng với quý thầy cô có một năm công tác thành công thắng lợi ạ.